vẻ bề ngoài quá đơn giản hoặc quá lè loẹt, tỏ ra thông minh hơn năng lực thực sự. Là những điều phụ nữ nên tránh khi hẹn hò với đàn ông nhiều tiền. Wowdate.com, một trang web tìm bạn bốn phương của đàn ông VIP đã chia sẻ những điều phụ nữ cần nhớ khi kết bạn làm quen với đàn ông giàu. Trang web cho rằng, phụ nữ cố gắng để hẹn hò với nam giới giàu có là điều chẳng có gì sai trái. Song họ cũng cần hiểu những nguyên tắc của người giàu để biết cách thể hiện phù hợp và có được mối quan hệ lâu dài. Thứ nhất, luôn xinh đẹp. Đàn ông giàu có nhiều lựa chọn, với vô số bóng hồng vây xung quanh. Những phụ nữ không chăm chút đến vẻ bề ngoài đồng nghĩa với việc sẽ bị từ chối ngay từ đầu. Muốn gây thương nhớ đến họ, phụ nữ nên trang điểm nhẹ nhàng để làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Đừng làm mình khác biệt bằng lớp phấn dày cộm trên mặt, đàn ông sẽ rất sợ hãi. Luôn xinh đẹp và hấp dẫn khi xuất hiện trước người đàn ông lý tưởng. Không cần phải khoác những trang phục của thương hiệu đắt tiền, họ thích phụ nữ diện quần áo phù hợp với địa điểm hẹn hò. Họ cũng đánh giá cao những phụ nữ có gu ăn mặc hướng đến sự trang nhã và thanh lịch. Nếu đến cuộc hẹn ở một nhà hàng sang trọng, đừng diện bộ đầm ngắn cũng cỡn như đến quán bar cùng bạn bè. Thứ hai, là người có chính kiến người giàu và thành đạt không có gì nhiều hơn là sự thông minh và hiểu biết. Nói chuyện với họ, bạn cần có chính kiến và bảo vệ quan điểm của mình. Nếu chỉ ngoan ngoãn như một con mèo và đồng loạt hưởng ứng quan điểm với họ, bạn không có gì hấp dẫn họ. Người giàu luôn tham vọng và không bao giờ ngừng học hỏi. Tài sản của họ càng nhiều thì trí tuệ và kiến thức càng uyên bác. Vì thế, để nắm giữ trái tim người giàu có, bạn cũng nên tìm hiểu những điều mới mẻ, làm phong phú thêm sự hiểu biết. Chỉ khi có kiến thức, bạn mới tự tin đưa ra quan điểm trong cuộc trò chuyện với họ. Thứ ba, đàn ông giàu dị ứng với phụ nữ mới gặp đã hỏi chuyện tiền bạc. Đàn ông giàu giỏi kiếm tiền, nhưng cũng là bậc thầy tiêu tiền. Họ không dễ để phụ nữ đào mỏ lợi dụng. Họ cũng có thể cặp kè với kiểu phụ nữ ham vật chất, nhưng không chọn là bạn đời. Vì vậy, hẹn hò với họ, hãy thể hiện sự độc lập về tài chính và không phụ thuộc vào đàn ông. Phụ nữ dù yêu ai thì cũng nên đi làm để có thu nhập, đừng phụ thuộc vào bất kỳ người nào, vì điều này rất rủi ro. Tuấn, 32 tuổi, giám đốc nhân sự. Thứ 4, khéo léo trong cách giao tiếp, biết cương nhu đúng lúc khi trò chuyện với đàn ông giàu có, thành đạt. Video liên quan người thành công đương nhiên thông minh và nhạy bén. Họ không khó để phát hiện ra bạn có đang gồng mình để thể hiện năng lực hay không. Trò chuyện với họ, hãy khéo léo bộc lộ ưu điểm và khả năng thực sự. Khi nào nên thể hiện sự hiểu biết, khi nào nên lắng nghe. Không nên cố tô vẽ bản thân để gây ấn tượng với họ. Thứ năm, quan tâm đến họ hoặc nghe có vẻ như thừa thải, nhưng người giàu luôn muốn họ là trung tâm của sự chú ý. Bạn sẽ khiến họ cảm thấy phật ý nếu nghe điện thoại quá lâu, nói quá nhiều hoặc hồn nhiên chụp ảnh check-in. Hãy quan tâm, lắng nghe những gì họ chia sẻ và tâm sự. Chắc chắn bạn sẽ khiến họ trân trọng. Phụ nữ gặp đàn ông giàu ở đâu? Hẹn hò kết bạn với đàn ông giàu là giấc mơ của nhiều cô gái. Nhưng gặp được họ lại không dễ dàng. Đôi khi bạn gặp người giàu ở các bữa tiệc hay sự kiện, chưa chắc bạn đã dám tiến đến làm quen. Hoặc nếu có, cũng không đảm bảo là bạn sẽ được họ chú ý hoặc là không bị phản cảm. Vì vậy, bạn nên tìm đến cộng đồng độc thân VIP trên Wowdate.com, nơi mà những đàn ông giàu và thành đạt đang ở trạng thái cởi mở và thiện chí tìm hiểu. Nhớ những nguyên tắc khi hẹn hò với đàn ông giàu sẽ giúp bạn có một mối quan hệ bền lâu. Nếu phụ nữ biết cách làm mình nổi bật bằng một cuộc hẹn hấp dẫn trên Wowdate.com, cơ hội để người đàn ông lý tưởng tham gia rất lớn. Tạo cuộc hẹn, nên chọn địa điểm là những quán cà phê sang chảnh, bar hạng sang hay nhà hàng cao cấp. Đây là nơi thích hợp để trò chuyện, hẹn hò với người giàu có và thành đạt. Trang Wowdate.com cũng cho biết, lọt vào mắt của nam giới giàu có, không phải những cô nàng xinh đẹp hay sexy, mà là những cô gái thú vị. Họ hiểu rằng, để thu hút sự chú ý của người đàn ông hấp dẫn, một cuộc hẹn ấn tượng là rất quan trọng.
Vì vậy, họ đã tạo cuộc hẹn ở những địa điểm sang trọng, đẳng cấp và được rất nhiều đàn ông đăng ký tham gia. Phụ nữ đừng chỉ chú ý vào nhan sắc và đợi đàn ông tìm đến. Hãy tìm bạn hẹn hò và tự tạo cơ hội cho mình để gặp người đàn ông thực thụ. Chia sẻ từ Nga, 25 tuổi, trình dược viên. Nga đã viết cuộc hẹn ở nhà hàng cao cấp tại quận 3. Cuộc hẹn thu hút hơn 20 người đăng ký. Sau đó cô chọn hẹn hò cùng Tấn Phát, một chuyên viên tín dụng. Hơn 3 tháng sau cuộc hẹn đầu, hiện tại, cả hai đã chính thức quen nhau. Mấu chốt để hẹn với đàn ông giàu là tạo một cuộc hẹn ấn tượng trên Wow đó. Đây cũng là cách tìm người yêu nhanh nhất cho các cô gái trưởng thành. HT theo thế giới trẻ, Let's Love Us, Why?